Ôi, tội nghiệp. Tại sao bị hôn gì? Rồi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ốm quá rồi. Nè, ý của để là gì đây? Là ở nơi đây đâu có chu đáo bằng nơi triều đình được. Nơi triều đình nó cao lương mỹ vị, còn nơi đây đâu có, đâu làm sao mà Dương Huynh khỏe khoắn được. Nhưng mà ta thích vậy. Không được. Thôi thôi bệ hạ, ở ngoài đường, ở cung đình á thì là có cao lương mỹ vị tẩm bổ cho bệ hạ. Vậy đúng ở nơi đây ăn uống sơ sài quá không có lợi sức khỏe đâu. Nhưng mà ta thích ốm. Hả? Trời đất ơi, đã ốm thì còn thích ốm nữa. Dương Huynh ơi, Dương Huynh, đến kỳ hẹn rồi. Nếu mà Dương Huynh không về, nơi triều đình xảy ra nhiều chuyện lắm, không thể nào được đâu Dương Huynh ơi. Biết rồi, bây giờ để về các khanh á, hãy ra ngoài chờ ta trong chốc lát. Bây giờ để cho ta có đôi lời tạm biệt với Bạch Nương nha. Dân lệnh Dương Huynh, nhưng Dương Huynh ơi, nhanh nhanh nha Dương Huynh. Nè, cấm, không được, nhìn lén, không được, nghe lén. Dạ, tuân lệnh Dương Huynh. Nào, chúng ta ngoại đợi. Sư đệ thì Dương Huynh yên lặng đi. Đó, sợ thái giám thôi. Thái giám? Dạ. Nhớ, không được nhìn lén. Nhất là đôi mắt xanh của ngươi hay nhìn lén lắm. Cái mặt này nghi lắm nè. Mắt xanh rồi mà. Bệ hạ tính làm gì nữa? Bệ hạ hả? Trang điểm cho em. Một màu xanh xanh, trong thêm vàng vàng. Đi ra. Dạ. Thôi đi cho Dương Huynh đã từ rồi. Nhanh 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 Dương Huynh. Nhanh nhanh bệ hạ. Dương Huynh ơi nhanh nhanh nha. Chỉ còn trong chốc lát nữa thôi. Phải không? Bạch Điệp à? Em hiểu ý của bệ hạ rồi. Nhưng mà sao hôm nay em cảm thấy bệ hạ không được vui? Nàng đó, nàng thờ ơ với ta lắm biết không? Hôm nay là đúng kỳ hẹn rồi. Mùng 3. Mùng 3? Phải. Chúng ta sắp phải chia xa rồi. Bệ hạ trở lại triều đình. Trở lại nơi tất cả. Để lo việc triều đình. Có một điều trong lòng đã lo lắng là không được bắt cạnh để chăm sóc cho tình. trọn bản tình ca. Nhưng hỡi ơi vì thương tông thức sang hà và hoàng dân trăm năm hòa. Nay ta đã tính ai để trao về cho nàng mối dương hậu là yêu đến trọn đời. Bạch Điệp, ngày ta trở về sẽ cho nàng lên núi dân hậu. Yeah.